tiền của người ta mà em giữ ở đây mà bây giờ em không chịu trả là sao Út Lợn? Em phải trả đây chứ. Tiền của người ta em giữ em không muốn trả, vật dụng người ta cho chim sâu em còn viện vô một cái lý do là chim sâu không được quyền lấy đi, đỡ đấy là dùng chứ không được quyền lấy đi. Em bây giờ chứ, em là cái nghĩa địa gì mà em đi bảo vệ chim sâu một cách mà nó trơ trẽn như vậy? Người bảo vệ chim sâu hợp pháp bây giờ là chị bác, mà chị bán xuống là để bảo vệ cho chim sâu. Em là thật sự em còn dành cái giấy mà giấy chứng nhận tâm thần của chim sâu em còn em giữ, đúng không? Đó, cái số khám bệnh của chim sâu em còn gọi là em thủ tiêu. Đó, em là một con người em thấy em đàng hoàng tử tế giữ không Út Lợn. Con của người ta mày không có quyền mà mày làm những cái trò gọi là cái là trò mèo như vậy. Mà bây giờ bà con thấy lên mà nó vẫn còn tưng 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 giật giật đó, nó muốn thể hiện quý bà con ở cái máu gì mà kỳ vậy em hả? Nó thật sự em có, nó thật sự có sắp xương cá thì em cũng từ từ chứ. Mẹ của người ta xuống để người ta nhìn nhận con người ta, cả nhà đưa con về người ta đi khám mà em làm quá bất nhân, em chữ em xúc phạm em nhục mạ mẹ chim sâu một cách không thương tiếc. Đời này chỉ có một không hai quý một con, không có người thứ hai ngoài Út Lợn, nó không có người thứ hai, thấy vô cùng bất nhân. Bây giờ anh nói Út Lợn nè đó, mắc gì mà nó bây giờ nó không muốn làm nó đi, sao em phải cố tình em giữ? Bây giờ anh hỏi rằng em thương người hay em thương vật dụng? Tôi nghĩ là con này nó muốn bao xô cả hai, người cũng thương mà vật dụng cũng thương, mà chủ yếu là thương anh Long Tứ thôi. Thương anh Long Tứ là nó thật sự anh dẻo anh dai, anh có sức khỏe hơn Minh Hùng đó. Nó không có, nó thật sự quý con, nó không có cái quyền gì mà nó phải là bắt con người ta phải theo ý của nó. Long Tứ bây giờ nó cũng còn cái cha già mẹ, cái yếu là con thơ, nó cần cái sự gọi là để trở thành một người con gọi là cũng chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già chứ. Cái gì đúng thì mình nói thôi quý bà con, chứ tôi cũng chẳng ưa gì thằng Long Tứ. Thì cái bây giờ nó không ở nữa, nó đòi đi thì mày cũng phải thu xếp mà trả lại cho nó. Mày đòi giữ rồi mày phân tích em thế này em thế kia, mày thế này mày thế kia, rồi lúc mà hử 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 với nhau đó, rồi mày hay là gọi bằng gì kỳ không quý bà con đó, gọi chim sâu bằng con, gọi Long Tứ bằng em đó, Long Tứ gọi Út Lợn là bằng chị đó, chị em nghĩ cũng tình ghê ấy. Nó chơi vậy đó, đó rồi lên cộng đồng mạng rồi bảo sao không làm trò cười thiên hạ, bảo sao Minh Hùng không ghen, đúng không? Minh Hùng từng nói rồi mà, tại sao mà bà gọi thằng Long Tứ bằng em mà gọi chim sâu bằng con? À, nó trời ơi bây giờ nó quen cái miệng rồi biết sao anh, đó rồi cái quần 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 ra bà con thấy ngày mà tâm gia của chim sâu, đó rồi nó lên bắt đầu nó trái cái niệm rồi nó lăn vô đó, nó nằm trước nó kéo cái mùng bắt đầu là nó chằng gấp này gấp nọ kia. Minh Hùng là nhìn thấy chướng quá là Minh Hùng để ý liền, nó kỳ vậy chứ. Tôi nói con này nó thật sự mày không có cái quyền gì mà mày bắt người ta phải theo ý của mày cả.
À, nếu mình làm một kênh thiện nguyện, gọi là một kênh thiện nguyện chân chính đó, thì mình thấy cái hoàn cảnh nó gọi là nó phát triển thì mình giúp, còn cảm thấy là nó gọi là nó chay lầy, nó không có phát triển thì thôi mình xin bye bye đi, lên cộng đồng mạng công bố một lần đó là xong. À, tất cả những cái mình không còn liên quan. Đằng này tôi không biết vì lý do gì mà Út Lợn đã biết rằng thằng Long Tứ là một trong những thằng đó là như một con heo nọc. À, chỉ biết ăn, biết chơi, biết ngủ thôi, không biết lao động, không biết làm, mà nó vẫn là gọi là cưu mang. À, nó vẫn gọi là đi tao đi giúp mày. Ủa giúp gì ba dơ đó mày? Mày giúp phải bằng đồng tiền của mày chứ. Mày giúp gì mà lên cộng đồng mạng mà há cái miệng ra chờ năm gỡ gỡ tiền về rồi giúp. Đây là một trong những cái gọi là cái chiêu trò giam giữ người để mà trục lợi trên đồng tiền của Mạnh Thường Quân. Mày giúp chỗ nào? Đó. Bây giờ nó đã rõ ràng như ban ngày rồi đó mà lên vẫn còn là cái như là mày như thế này, mày như thế kia. Ủa như thế nào? Bây giờ thằng Long Tứ nó không muốn ở đây nữa thì nó đi, thì mày trả tiền lại cho nó, cho con chim sâu là cái chuyện bình thường. Mà trả, mày công bố không gian mạng rồi mày vứt nó đi. Mày biết rằng nó không có cầu tiến. Mày biết rằng nó không có gọi là cái ý chí vượt khó vươn lên mà mày vẫn lao vô mày giúp là chứng tỏ mày dạy hơn nó rồi. Đúng không? Mà mày dạy hơn nó thì làm gì có cái câu chuyện mà mày dạy được nó, mày điều khiển được nó. Bất cập thật sự quá vậy. Nó biết rằng một thằng ăn không ngồi rồi, thích chơi không, không thích đi lao động. Vậy mà nó vẫn là một hai là tao đang giúp mày, tao đang giới thiệu công việc cho mày, mày không chịu làm, mày không làm đuổi mẹ ra khỏi nhà đi. Chứ ai đâu mà nó thật sự, bản thân nó mập như con lợn đó mà bây giờ để cho mày nuôi. Cũng là mưu mô hết trơn đó quý vị. Đó. Rồi mấy ngày vừa qua Minh Hùng vừa rồi, Minh Hùng anh nói nè, mày vừa rồi bây giờ đó thấy tiếng thối lưỡng nan không? Trời đất thánh thần thiên địa, cái nhà đấy bây giờ là người khác rồi em ơi, không phải của em đâu Minh Hùng ơi. Đó. Em là tàu lao, em là thằng đàn ông bây giờ nhất á. Trời ơi, em lên mạng em tố nó, em tố con Út Lợn rồi, em quay giờ em phải quỳ em xin lỗi Út Lợn là anh thua em rồi. Em làm móc mặt người đàn ông quá đi. Đó. Chơi có bụng chơi bụng chịu chứ. Đó, mà đi lúc mà đi chơi mà sướng cho đã rồi, thật sự rồi, sao mày không nói tao? Rồi lúc mà mày khổ rồi mày điên qua rồi, anh đời thường cho em lên con em nói một cái trời Út Hà nó chơi đây là em chơi không lại. À, rồi đó thật sự mày lên đó là bao nhiêu người người ta ủng hộ cho mày, có một trong những cái quyết định sáng suốt. Rồi quằn qua quằn lại rồi mày nhớ giữa mức gần đó rồi mày quay về. À, rồi bên kia thật sự người ta cũng là cũng là bất an, cũng là lôi anh đời thường. Anh đời thường cho em mượn cái kênh em lên nói một chút âm nậu. Trời đất thánh thần thiên địa. À, lúc sướng ở đâu có gọi anh đời thường. À, lúc khổ là toàn là gọi anh đời thường không à. Đó. Nó căng vậy đó quý vị. Ở đây giống như cái câu chuyện mà nó thật sự cái cô con gái á, là cái khi mà cô vô cái phòng sanh đó. Là lúc mà cô đau bụng sinh đó quý vị, là cô cứ là cô bấu cái đầu bà mẹ ruột. Bà mẹ ruột là người vô nuôi. Mà bà mẹ ruột là bà đỡ tóc dài đó quý bà con. Lúc mà bà đau bụng sanh lên đó, bắt đầu là bà nắm đầu tóc của bà mẹ ruột, bà quay như dế đó. Mẹ ruột phải chịu thôi, bây giờ con nó đau nó quýu cái nào đó là nó quýu được thì cho nó quýu. Mà đâu có chỗ nào nó quýu mà nó ổn định như đầu tóc đâu. Nó quýu đầu tóc, nó quấn, nó quay. Trời ơi mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi. Mà nó trời ơi thằng cha mày, lúc mày sướng sao mày không gọi mẹ, bây giờ khổ mày gọi mẹ mà mày còn quay mẹ như dế vậy con. Thế bây giờ trong câu chuyện nó cũng ây xì đâu quý vị. À, lúc mà nó sướng rồi lắng lặng nhau hai đứa ở đây. Đó, rồi lúc khổ trời ơi cưng réo anh đời thường. Thâu réo anh đời thường rồi anh đời thường cho lên kênh rồi nó thật sự cũng phải là mình phải thể hiện một năm như chi trí chứ. Bây giờ là bí đường rồi, cũng quay gì đó mà để cho Út Lợn đêm hôm nó lên. Trời ơi Minh Hùng về mà quỳ hai gói luôn để mà xin em tha thứ. Sao kỳ vậy? Lũ bay xem cộng đồng mạng như một cái giống một trò chơi, một trò hề đó. Thích ở với nhau, không thích là lên cộng đồng mạng tố với nhau. Tố cho đã rồi bây giờ là cái như là nghiện với nhau rồi bám lại với nhau. Rồi lên cộng đồng mạng còn khoe, trời đất thánh thần. Sống chi vậy mấy cha, sống chi đó Minh Hùng với Út Lợn. Đó. Tao khuyên Út Lợn một câu rất chân thành, nên dừng lại ngay. Đó. Cái vấn đề nhất là cái mảng thiện nguyện Út Lợn không có tâm.
một trong những người không có tâm đạo mà để đi làm cái mảng thiện nguyện. Ngày xưa tôi có góp ý một cái đó, là cái đầu cái clip của nó là để là cái như là Úc Hà Long Xuyên Phật Giáo Hòa Hảo. Rồi tôi đã biết rồi cái từ mà Úc Hà Long Xuyên Phật Giáo Hòa Hảo là nó bỏ rồi. Vì sao? Một trong những cái clip nó đăng tải lên là nó gọi là cái như là Phật Giáo Hòa Hảo mà nó làm hình như là không đúng theo những cái gì của Đức Thầy. À, cái lúc nào cũng Phật Giáo Hòa Hảo hết. Bà con biết sao không? Trời ơi, bây giờ cái mượn vô tôn giáo để mà cái như là để cho gây cái sự chú ý. À, nhất là một số bà con nghĩ con này nó tu, mà tôi nói là Úc Lợn là tu, có gọi tu mát thôi. À, tu gì? Tu gì mà nó thật sự đó, bà con thấy những ngày vừa qua đó, à, là mình nó thật sự từ lúc mà tôi thấy cái hình ảnh của nó mà lên nó tấn công chị Bán, nó chứ chị Bán, nó xúc phạm chị Bán trong một cái buổi livestream trực tiếp mà chị Bán xuống để nhận lại chim sâu, để đưa chim sâu để khám bệnh. Là nó thật sự với con bây giờ một trong những cái thức phim mà cực kỳ ám ảnh. À, lên livestream trên xe nó còn chữ cả như là chị Bán, còn đế cho khán giả vô chữ chị Bán. Mày đúng là một trong những con là bất chấp. Mà làm như vậy đó, rồi tâm đạo mày ở đâu mà đi làm thiện nguyện? À, tâm đạo đâu làm thiện nguyện? Trời ơi, anh đời thường em nói với anh, em nói là em nói có trước anh đèn đây luôn. Nếu mà anh đèn tắt thì em vẫn còn sống nhân răng hả? Nó bảo rằng nó là một trong những bà Úc từ thiện, trời đất thánh thần thiên địa. À, cơm em ăn mà em không còn đủ mà cái bây giờ em bảo rằng em là bà Úc từ thiện mới ghê. Nó bảo rằng anh vừa Long Xuyên anh hỏi bà Úc từ thiện chỗ nào là người ta chỉ anh vô tận nhà luôn, không cần anh phải là đi tìm mắc công. Tôi có mấy cái người bạn ở tại Long Xuyên đó, tôi điện tôi hỏi, ủa ông ở dưới đó có biết bà Úc từ thiện không? Trời ơi, đâu có bà Úc nào từ thiện. Chỉ có một người gọi là Úc Lợn là cái bán chuối chiên. À, mà báo bán bằng bột Trung Quốc. À, rồi mấy ngày vừa qua cũng lao vào cái mảng thiện nguyện tai tiếng lắm, không biết là có phải bà này hay không. Mới tôi hãy đưa cái hình tôi xem. À, là họ lấy nguyên cả cái kênh họ dục cho tôi luôn. Đó là đúng y xì đó. Làm cho cái câu chuyện mày nghĩ rằng tao ở Sài Gòn tao không xác minh được hả? Làm anh sống nhanh như vậy đó. Tiền bạc mạnh thường quân người ta cho Lâm Tứ, cho chim sâu thì thôi, bây giờ của người ta cứ trả cho người ta đi. Mình cảm thấy rằng cái hoàn cảnh này nó không xứng đáng được giúp. Hoàn cảnh này mình giúp nó không có gọi là cái chí cầu tiến để mà vươn lên, thì thâu cho nó chết mẹ nó đi, đừng có bu vô nữa làm gì, đúng không? Mày cũng là một trong những cái mà cái nên là nó thật sự cố đấm ăn xôi, à, nuôi quân mà nuôi binh cái như là 3 năm mà dùng binh 1 giờ đâu có vậy, nó chơi kiểu đó. Biết đâu sẽ có một ngày đẹp trời Úc Lợn quê chim sâu lên thì được người ta cứ cho tiền thì sao? Trời đất thánh thần, trả cho người ta đi em. Tiền của Mạnh Thường Quân là cho chim sâu, không phải cho em. Em đừng có giữ, em càng giữ là em càng thối mặt đó. Em càng giữ là em càng hẩm hiu cuộc đời đó. À, em giữ gì, em giữ kỳ vậy? Tiền ở đâu phải của em đâu em giữ. Đó. Rồi các vật dụng anh hỏi rằng ngày xưa chính bản thân em cũng lên không gian mạng bảo rằng đây là người ta cho chim sâu, cho Lâm Tứ. Mà tại sao bây giờ đã cho rồi em lên em hỏi ý kiến của Mạnh Thường Quân nữa là sao? Hả? Em hỏi ý kiến khán giả nữa là sao? Em vô kênh đời thường này nè, em lấy ý kiến khán giả để em áp dụng. Ý kiến khán giả gì mà nó thật sự bữa vừa rồi nó lo, nó live stream gọi là chia tài sản rồi. Mà dễ gì tôi nói cái màn đây chẳng qua bây giờ nó thật sự quý bà con đó. Úc Lợn nó là cái như là bây giờ nó muốn là gỡ gạt. Mấy ngày vừa qua là nó thật sự Mạnh Thường Quân là không có tiền gửi về. Thì nó cũng ít ra nó cũng là đầu tư vô chỗ Lâm Tứ chim sâu cũng một số. Nhưng mà thật sự nó không đáng đâu. Bây giờ nó nghĩ rằng thâu để cho Lâm Tứ vừa vô đó là chim sâu nó quýu dụm là nó cũng phải vừa theo thôi. Mà chim sâu vừa theo là cái vật dụng đây là nó đỡ lại là nó đứng ở ngoài gọi là nó hút trọn. Không dễ đâu, mày không dễ ăn như Lâm Tứ đâu, nhìn mặt Lâm Tứ vậy đó. Mày bảo Lâm Tứ khờ hả? Chim sâu bị mừ, Lâm Tứ cũng bị bay tám hả? Trời ơi, nó thật sự Lâm Tứ nó còn khôn hơn cả mày đấy Úc Lợn. Mày thấy bây giờ Lâm Tứ nó lật mặt mày chưa? Đó, đây là quả báo nha em. Lâm Tứ bây giờ nó đi gì một cái là gọi là nó lên bắt đầu nó gọi vô tới quay. Rồi nó gọi là điện cho Úc Lợn để mà nói trong cái clip đó luôn. Bắt đầu là bà con thấy không? Dễ gì mà Lâm Tứ nó bỏ mấy món này. À, Lâm Tứ đem về nó bán cũng được 10 triệu bạc chứ. À, dễ gì?
nó là một trong những người mà nó thật sự nó thấy tiền nó còn thèm hơn cả máu thì làm gì có cái câu chuyện mà nó bỏ. Đó. Bày đặt Lâm Tứ nó bị khờ, à, bây giờ nó khờ đấy. Lâm Tứ, bà con bây giờ thấy Lâm Tứ nó khờ chưa? Nó bỏ giờ lái một cái là thật sự út lợn là chơi giới đó. Đó rồi, tiếp tục ngày mai nha. Đó, tối nay anh xem thử là em lên em live stream cái chay. À, rồi Lâm Tứ nó nói được cái gì, Úc Gà nói được là sao. Đó, rồi tối mai anh lên anh cũng hốt cho em cái vài clip nữa cho em chừa đi. Em tào lao. Đó. Bà con thấy con này lúc nào nó cũng gọi là dùng cái dao mổ trâu để đi mổ xe xẻ thôi. Đó. Cái câu chuyện có chút ép hả? Mà lúc nào nó cũng bảo được trời ơi sẽ đưa chim sâu đi Sài Gòn khám bệnh, chim sâu thế này, chim sâu thế kia. Mà tôi nói chim sâu cái bệnh đó mất chi? Ở đó khám người ta cũng có kết luận tất cả rồi. Sao không đem đến lấy thuốc định kỳ? À, mà đem chim sâu đi lên Sài Gòn khám bệnh mà phải đi bằng xe máy mà ăn quán cơm nghèo. Trù cha nhìn cái tướng em là thấy nghèo rồi. Nghèo ăn quán cơm nghèo đó quý bà con, đi xe máy và ăn quán cơm nghèo. À, rồi lên không gian mạng nói đúng rồi đó. Rồi thấy không ai gửi tiền, à, rồi tách còi luôn, không có đưa chim sâu đi nữa. Bài nó cũ rồi em. Bài này nó thật sự út lợn đó. À, cái va chạm của anh ngoài xã hội nó cũng lớn lắm, nó cũng rộng lắm. À, anh nhìn vô cái bài của em là nó thật sự khi em phát ngôn ra đó, là em biết, anh biết em là em đang đi cái con đường nào rồi, đúng không? Đó. À, em sao nó thật sự nhảy được mà em tính là em nhảy rào à, dễ gì coi chừng nó vướng cái chân lại đó là nó tuột cái quần là qua người qua rào mà cái quần còn ở bên đây là em xấu hổ chết đó. Mà chơi nhảy rào cũng vậy, nhảy rào mà nó nhảy sao là vướng cái quần vô trong một cái dây gì đó. Đó, người qua mà quần ở lại đó, coi chừng cẩn thận. Em nhảy rào là anh nghi ngờ là em sẽ dính cháu này đó, nghe chưa? Là mấy tàu lao quá đi út lợn ơi. Cảm ơn tất cả các bà con và xin phép tất cả quý vị là cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bà con vui lòng cho Đường Thường TV xin một lượt like quý vị. Bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh. Và chúc tất cả các bà con trong nước có một giấc ngủ an lành, những bà con nước ngoài có một ngày làm việc vui vẻ bà con nha. Và xin hẹn lại bà con vào cái chương trình trò chuyện tiếp theo vào tối mai. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.